Sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, có 15 ca COVID-19 được ghi nhận từ 18 giờ chiều 20 tháng 9 đến 18 giờ chiều nay 21 tháng 9, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh. Trong 15 ca COVID-19 mới ghi nhận, huyện Long Điền có 7 ca, thị xã Phú Mỹ có 6 ca và thành phố Vũng Tàu ghi nhận 2 ca. Số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tại bệnh viện toàn tỉnh có 7 ca, trong đó chỉ 2 ca bệnh nặng phải điều trị bằng kỹ thuật cao. Cả tỉnh còn 126 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Đến nay, toàn tỉnh có 13,36% công dân 18 tuổi trở lên tiêm phòng COVID-19 mũi 4. Trẻ 12-17 tuổi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine, chiếm tỷ lệ 14,1%. Trẻ từ 5-11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, chiếm tỷ lệ 30,74%.